Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Cận cảnh, nơi cựu Tổng Cục trưởng Phan Văn Vĩnh ở trước khi bị bắt. Bài viết được đăng trên trang Người Lao Động. Ngôi nhà tại Nam Định, nơi cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh ở trước khi bị bắt, khá đặc biệt với ba cổng vào nhà ở ba vị trí khác nhau. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Vĩnh, sinh năm 1955 tại Nam Định, nguyên Trung tướng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó cùng ngày, Chủ tịch nước đã ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Phan Văn Vĩnh. Ông Phan Văn Vĩnh sinh ngày 19 tháng 5 năm 1955 tại thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Từ sau khi về hưu vào tháng 4 năm 2017, ông về quê sinh sống tại ngôi nhà nằm ở 199 Hàn Thuyên, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Với diện tích khoảng 500-720m², ngôi nhà này tọa lạc trên hai mặt đường Hùng Vương và cắt ngang đường Hàn Thuyên với ba cổng vào nhà ở ba vị trí khác nhau. Hai cổng nằm trên đường Hàn Thuyên, một cổng nằm trên đường Hùng Vương, một cổng trên đường Hàn Thuyên đã được bịt lại. Theo người dân xung quanh, ông Vĩnh từ ngày về hưu thì về ở đây là chủ yếu. Ông ấy chưa có sổ lương, ông ấy đam mê cây cảnh nên nhà nhiều cây cảnh rất đẹp. Nhà ông Vĩnh có mẹ già năm nay đã 84-85 tuổi, cũng rất hay giao lưu với mọi người. Mấy năm trước làm tổ trưởng tổ dân phố, nhưng mấy năm nay sức khỏe yếu, cụ không làm nữa. Từ khi ông Vĩnh về hưu ở đây thì cũng ít có dịp giao lưu với mọi người xung quanh. Thỉnh thoảng thấy ông ấy lấy xe máy đi đâu đó rồi lại về. Vì đam mê cây cảnh nên cũng nhiều người qua lại xem cây. Một người dân sống gần nhà ông Vĩnh nói. Theo ghi nhận, nhà ông Vĩnh có rất nhiều cây cảnh từ trước ra sau. Nhiều cây có thế rất đẹp. Ngay trước cổng nhà ở đường Hùng Vương có một cây xà cừ với thế lạ. Người dân xung quanh nói là thế rồng bay. Ông Phan Văn Vĩnh từng đảm nhiệm cương vị phó giám đốc, rồi giám đốc công an tỉnh Nam Định, đại biểu Quốc hội khóa 12. Trong sự nghiệp, ông Phan Văn Vĩnh nổi tiếng trong chỉ đạo triệt phá tội phạm với danh tiếng oai hùng của đội cảnh sát điều tra Thành Nam trong chiến dịch 135 tấn công tội phạm từ những năm 80-90 của thế kỷ trước. Sau này là phó tổng cục trưởng, tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát. Ông ghi dấu ấn đậm nét khi từng là trưởng ban điều tra nhiều chuyên án lớn, như vụ thảm sát do Lê Văn Luyện Bắc Giang gây ra, vụ bắt Bầu Kiên và đồng phạm, vụ thảm sát ở Bình Phước. Cơ quan điều tra phải huy động nhân lực đếm từ 22 giờ hôm trước tới 4 giờ sáng hôm sau mới hết số đô la thu giữ khi khám một địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia bị công an Phú Thọ triệt phá, đến nay cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố 83 bị can, tạm giam 38 người. Trong đó có Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ Cao, và Phan Sảo Nam, 39 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến, VTC Online là chủ mưu. Lượng tiền trong đường dây cờ bạc này được chuyển hóa qua mua bán hóa đơn lên đến hơn 4.000 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu thể hiện qua mua bán thẻ cào điện thoại. Nhiều hóa đơn có giá trị hơn 100 tỷ đồng, chủ yếu là ở Hà Nội. Đây được cho là một trong những căn cứ để cơ quan điều tra tiến đến khởi tố thêm về tội danh rửa tiền. Trong đường dây này, cơ quan điều tra cũng thu trên 1.000 tỷ đồng, thu giữ kê biên 13 ô tô, 20 căn hộ và hơn 380 tỷ đồng tiền trong tài khoản ngân hàng và nhiều sổ tiết kiệm. Trong một lần khám xét ở một địa chỉ tại tỉnh Quảng Ninh, cơ quan điều tra phát hiện nhiều tỷ đồng trong hai thùng gỗ lớn cất trong gara ô tô, hai thùng gỗ chỉ được che đậy sơ sài, chèn vài thanh sắt và lốp xe hỏng bên trên. Chiếc ô tô 7 chỗ của cơ quan tố tụng đã không thể chở hết số tiền mà phải thuê thêm xe tải. Số tiền này được Phan Sảo Nam khai có được từ cờ bạc game online. Anh ta để tạm ở đó và sẽ dùng vào đầu tư một công trình xây dựng tại Quảng Ninh. Một lần khác tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan điều tra cũng đã phải mất nhiều công sức trong đêm để vận chuyển số tiền vàng và đô la còn nguyên series, thu lời bất chính từ cờ bạc trị giá lên tới hàng trăm tỷ đồng mà Phan Sảo Nam có ý định chuyển hóa vào bất động sản. Nhân lực cơ quan điều tra đã phải đếm số vàng và đô la này từ 22 giờ đêm hôm trước đến 4 giờ 30 sáng hôm sau để đưa số tang vật lên máy bay vận chuyển ra Hà Nội.
Cơ quan điều tra phải nhờ sự can thiệp của Công an thành phố Hồ Chí Minh để giảm bỏ thủ tục đưa hàng đặc biệt qua đường hàng không. Ra đến Nội Bài, lực lượng điều tra phải dùng đến 4 ô tô chuyển hàng đến nơi quản lý tang vật. Ông Nguyễn Thanh Hóa nhận 17 tỷ như thế nào? Mở rộng điều tra đường dây đánh bạc ngàn tỷ qua mạng. Ngày 11 tháng 3, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm Công nghệ cao C50 Bộ Công an để điều tra về tội danh tổ chức đánh bạc. Ông Hóa với vai trò là người đứng đầu Cục Phòng chống Tội phạm Công nghệ cao, bị cáo buộc đã không ngăn chặn, thậm chí còn là đồng phạm của Dương và Nam. Nhà chức trách đang làm rõ số tiền ông Nguyễn Thanh Hóa đã nhận hơn 17 tỷ đồng của Nguyễn Văn Dương. Cơ quan tố tụng sẽ xem xét quá trình đưa nhận số tiền này như thế nào để khởi tố bổ sung thêm tội danh. Qua điều tra, bằng hình thức chuyển khoản qua nhiều tài khoản lòng vòng dưới dạng hợp đồng kinh tế, cuối cùng được rút ra bằng tiền mặt và Dương đã chuyển đến ông Hóa hơn 17 tỷ đồng. Trong số này có 12 tỷ đồng do Dương xách vali đến đưa, thể hiện là tiền ông Hóa cho vay trong khoảng thời gian năm 2016 và 2017. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa có chứng cứ về việc ông Hóa đã trả lại số tiền này. Khoản vay này cũng phù hợp với lời khai của Dương trong quá trình điều tra. Ngoài ra, ông Hóa còn nhận 700 triệu đồng dưới dạng quà biếu cảm ơn, lễ Tết, đi nghỉ mát. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Bắt Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, ông Trọng muốn thay máu Bộ Công an. Bài viết của tác giả Thiền Lâm được đăng trên trang Kali Today. Vụ khởi tố và tống giam Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, người vừa được thôi chức vụ Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao của Bộ Công an vào tháng 3 năm 2018, xảy ra chỉ cách vụ bắt Thượng tá tình báo Công an Phan Văn Anh Vũ, tức Đại gia Vũ Nhôm có 2 tháng. Hai vụ liên tiếp bắt sĩ quan cao cấp của Bộ Công an vào những tháng đầu năm 2018 cho thấy đòn chống tham nhũng của Tổng Bí thư Trọng đang giáng thẳng vào cơ quan bộ, vẫn được xem là bất khả xâm phạm này. Đòn đánh mang tính quyết liệt hiếm có của Đảng cầm quyền vào Bộ Công an vào đầu năm 2018 mang một nét gì đó của dĩ vãng 5 năm trước ở Trung Quốc. Và những năm 2013 và 2014, sau khi đã xử gọn bà Khi Lai là Bí thư tỉnh Trùng Khánh và là Ủy viên Bộ Chính trị, Tập Cận Bình đã tiến tới hành động thay máu Bộ Công an Trung Quốc. Với nhân vật tiếp theo bà Khi Lai, cũng là một Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Chu Vĩnh Khang. Chu Vĩnh Khang đã bị bắt, để sau đó Tập Cận Bình chính thức trở thành Bộ trưởng thứ nhất của Bộ Công an. Từ cuối năm 2017, đã lan tỏa tin tức về khả năng ông Nguyễn Phú Trọng đang tính đến khả năng cải tổ Bộ Công an Việt Nam. Theo đó, một đề án về sắp xếp lại bộ này đã được chuẩn bị. Nhiều tổng cục vốn tồn tại như một cấp trung gian sẽ bị hủy bỏ vai trò của chúng, kéo theo ghế và bổng lộc của nhiều quan chức công an sẽ không còn nữa. Sau Tết Nguyên đán năm 2018, thông tin về đề án trên càng hiện ra rõ hơn, cùng lộ trình cụ thể là đề án này có thể được hoàn tất trước Hội nghị Trung ương 7, có thể diễn ra vào tháng 5 năm 2018, để hội nghị này sẽ chốt kế hoạch sắp xếp lại Bộ Công an và kế hoạch nhân sự đi kèm, kể cả những nhân sự cao cấp nhất của Bộ Công an. Cũng xuất hiện ngày càng dày hơn những đồn đoán và tin tức chưa kiểm chứng về một vài lãnh đạo cao cấp của Bộ Công an sẽ phải ra đi. Trong khi đó, cứ sau mỗi tháng lại hiện thêm những dấu hiệu cho thấy Nguyễn Phú Trọng đã nắm quyền lực một cách thực chất trong việc chỉ đạo Bộ Công an, khác hẳn với vai trò mờ nhạt của ông Trọng vào năm 2016, và ngay cả khi ông ta phải tự tham gia thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương vào tháng 10 năm đó. Việc Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị bắt ngay sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Trọng và cùng trong ngày 11 tháng 3 năm 2018 đã cho thấy đây là lần thứ hai liên tiếp ông Trọng thành công với phương châm việc cần làm ngay, tức là Bộ Công an phải triển khai chỉ đạo của ông Trọng ngay lập tức. Lần thành công đầu tiên về việc cần làm ngay của Tổng Bí thư Trọng là sự kiện bắt cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng vào ngày 8 tháng 12 năm 2017. Sáng họp Đảng để chỉ đạo bắt, chiều họp Quốc hội bãi miễn tư cách đại biểu và đến chiều muộn thì chính thức thông báo đã bắt được Đinh La Thăng cho báo chí. Nhưng có thể ông Thăng đã bị bắt từ những ngày trước. Vụ bắt Đinh La Thăng không chỉ là một bằng chứng cho thấy tiền lệ Ủy viên Bộ Chính trị không thể bị tống giam đã bị xóa bỏ, mà còn là lần đầu tiên chứng tỏ hiệu ứng quyền lực thực sự của Nguyễn Phú Trọng đối với Bộ Công an, điều mà những đời Tổng Bí thư gần đây như Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh đã không với tới được. Bộ Công an, một tổ chức quyền lực hoặc siêu quyền lực, nhưng đang có tướng Công an bị bắt và được công khai cho dư luận theo cách vạch áo cho người xem lưng, rất có thể sẽ bị Tổng Bí thư Trọng tiến hành thay máu trong thời gian tới. Đang lên đỉnh thượng phong quyền lực,
Ông Trọng có những điều kiện để tạo ra một số thay đổi không quá nhỏ, thậm chí là thay đổi mang tính xáo trộn hoặc cả một cơn địa chấn trong Bộ Công an. Dấu hỏi còn lại là ông Trọng sẽ thay đổi đến mức nào và như thế nào? Nếu căn cứ vào bài của Tập Cận Bình để sau đó họ tập trở thành bộ trưởng thứ nhất của Bộ Công an, đó sẽ là một xáo trộn rất lớn đối với Bộ Công an Việt Nam trong năm 2018 và có thể còn kéo dài sang năm 2019. Cho dù có thể không quan tâm đến tương lai bộ trưởng thứ nhất của Bộ Công an do vấn đề tuổi tác và sức khỏe, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn có nhu cầu siết lại kỷ cương của một ngành mà từ nhiều năm qua đã gây tai tiếng quá lớn trong dư luận xã hội, nhất là cảnh kiêu binh của giới công an địa phương dẫn đến hàng trăm người dân phải tự chết trong đồn công an. Có lẽ từ nay trở đi, những người dân bị công an chèn ép và hành hung cần làm đơn thư, khiếu tố thẳng cho Nguyễn Phú Trọng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương thay vì gửi cho Thanh tra Bộ Công an.